Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Idle Fish Kingdom là tựa game casual với lối chơi nhập vai đơn giản và có phần nhàn rỗi do Hotter Game phát hành. Trò chơi sở hữu đồ họa 2D phong cách hoạt hình cùng với hiệu ứng âm thanh tương đối ổn và nhạc nền độc đáo. Tạo hình của bọn cá vừa độc đáo vừa đa dạng theo phong cách của các binh lính cổ trang của thời đại Tam Quốc. Một số con cá còn có tạo hình đặc biệt giống với các vị tướng Tam Quốc nổi tiếng như Lữ Bố, Quang Vũ, Trương Phi. Lối chơi của game khá đơn giản với việc bạn chỉ cần nhấn liên tục vào màn hình để gây sát thương cho bọn cá trên thớt. Thông qua việc gây sát thương và tiêu diệt bọn cá trên thớt, chúng sẽ rơi ra các đồng tiền xu cho người chơi thu thập. Đồng tiền xu sẽ được dùng để thăng cấp cho nhân vật của bạn, giúp nâng cao lượng sát thương gây ra ở mỗi lần nhấp. Ở mỗi giai đoạn, game thủ sẽ phải tiêu diệt nhiều đợt xuất hiện của bọn cá và ở đợt cuối sẽ có một con boss xuất hiện. Con boss cũng chính là một trong các vị tướng thời Tam Quốc và tiêu diệt được thì sẽ có một trường thưởng xuất hiện. Trường thưởng mở ra sẽ có khả năng là một trong các thứ như tiền xu, sắt, mảnh thẻ tướng và may mắn nhất là một vị tướng. Bạn có thể sắp xếp đội hình chiến đấu của mình với tối đa 5 vị tướng cá. Các vị tướng sẽ tự động chiến đấu với bọn cá địch. Người chơi cũng có thể dùng tiền xu để thăng cấp và dùng sắt để thăng cấp cho các món trang bị của các vị tướng của mình. Bên cạnh đó, trò chơi cũng có tính năng FK trèo máy giúp tích các loại tài nguyên cho bạn ngay cả khi đang ở ngoại tuyến. Nhìn chung, Idle Fish Kingdom lấy chủ đề kết hợp giữa tam quốc và cá khá là thú vị, lối chơi cũng nhàn rỗi, bạn nên trải nghiệm thử. Mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.